nên anh bình tĩnh hàng ngày cập nhật thông tin, kiến thức để đưa ra biện pháp phòng chống đồng bộ hiệu quả nhất. Trước tiên, anh mua lưới che kín hết xung quanh trại để ngăn côn trùng, vật trung gian truyền bệnh, tiêm phòng vaccine đầy đủ cho đàn heo, tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng, mua thêm loại men sinh học cao cấp nhập khẩu từ Mỹ với giá 1.000.000 đồng trên 1 kg để tăng sức đề kháng cho heo. Sau đó, kiểm soát chặt chẽ chất lượng. Bí quyết của nông dân nuôi lợn lãi tiền tỷ trong bão dịch tả châu Phi. Trong khi nhiều người tay trắng, thua lỗ, phải treo chuồng vì dịch tả lợn châu Phi, song bằng suy nghĩ và cách làm khác biệt thì trang trại cùng với quy mô 50 con heo nái, 1.000 con heo thịt trên năm của gia đình anh Phùng Văn Bảo, ngụ tại tổ 5, khu phố Phú An, phường An Lộc, thị xã Bình Long, Bình Phước, hiện vẫn an toàn và cho lãi khoảng gần 300 triệu đồng trên tháng. Vậy bí quyết thành công này là gì? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để nhận được sớm nhất các video khi Nông Lâm.net phát hành. Gắn với nghề nuôi heo gần 20 năm, song dịch bệnh thường xảy ra, giá cả bấp bênh không ổn định. Nhiều lần anh Phùng Văn Bảo cũng bị thua lỗ. Do vậy anh quyết định kiếm thêm nghề lái buôn, bán heo thịt để tăng thu nhập. Nhưng cuộc sống của gia đình cũng chỉ ở mức tạm đủ. Rồi một ngày của năm 2014, anh quyết định thay đổi cả suy nghĩ, cách làm và kết quả hoàn toàn bất ngờ. Từ nhận thức sâu sắc về hệ lụy của thực phẩm bẩn, anh đi đến một quyết định lớn trong cuộc đời, đó là bỏ nghề buôn bán heo, tập trung mở rộng chăn nuôi, nâng quy mô lên 50 nái, 1.000 con heo thịt trên năm. Bằng nguồn vốn tích lũy cộng thêm vay mượn, anh đầu tư một cách đồng bộ, đạt chuẩn yêu cầu kỹ thuật từng trại, chuồng sàn cho heo đẻ, chuồng úm heo con, chuồng lồng cho heo hậu bị, chuồng heo thịt thương phẩm, con giống chuẩn của CP, hệ thống cho ăn uống tự động, tủ thuốc thú y và bảo quản vaccine, hệ thống biogas xử lý chất thải, hệ thống cung cấp nước, kho chứa thức ăn, nhà ở cho công nhân. Sau khi xây dựng và chăn nuôi đi vào ổn định đã có lãi, thì năm 2016 đến 2017, giá heo bắt đầu giảm sâu. Mặc dù bị thua lỗ, nhưng anh nghĩ mới đầu tư mở rộng nên dừng lại là chết, gánh nợ không biết bao giờ mới trả được. Không còn đường lui, anh tìm mọi cách để cầm cự, cố giữ lấy tổng đàn nái. Một mặt anh đầu tư máy móc, mua nguyên liệu về xay, tự trộn thức ăn theo công thức, giúp hạ giá thành mà vẫn đảm bảo chất lượng. Loại cám trộn này chỉ dành cho heo sau cai sữa đến xuất chuồng. Mặt khác, anh tham gia vào hợp tác xã chăn nuôi heo An Phát, phường Hưng Chiến để được trao đổi, chia sẻ kỹ thuật, hưởng lợi về giá cả đầu vào do hợp tác xã ký hợp đồng, mua cám, thuốc thú y, vaccine tập trung. Cùng năm 2017, được sự tư vấn, hỗ trợ của trạm khuyến nông thị xã Bình Long, anh bổ sung thêm men sinh học, vitamin, chế phẩm probiotic vào thức ăn cho heo trong suốt thời kỳ sinh trưởng. Mỗi con tiêu tốn thêm khoảng 150.000 đồng nữa. Đồng thời, anh mượn địa điểm của em trai, mạnh dạn xây dựng cửa hàng cung ứng thịt heo an toàn sinh học từ trang trại đến người tiêu dùng để tiêu thụ chính cho heo thịt của mình và minh chứng cho kết quả bổ sung men sinh học probiotic. Việc làm này của anh bị mọi người cho là điên rồ, thừa tiền. Vì lúc đó giá heo giảm sâu, nhiều người đã treo chuồng, nhưng anh không để tâm và quyết định không thay đổi cách làm. Sau 4 tháng sử dụng chế phẩm, kết quả cho thấy heo khỏe mạnh, hồng hào, ít bị bệnh, ăn ngủ tốt, mẫu mã đẹp, mùi hôi chuồng trại giảm đáng kể. Thịt heo thơm ngon, ngọt, giòn khi nấu ít ra nước. Nước luộc thịt trong, rất ít bọt. Kết quả do người tiêu dùng đánh giá trong cuộc hội thảo do trạm khuyến nông của thị xã Bình Long tổ chức. Thông qua bán trực tiếp tại cửa hàng, không qua khâu thương lái trung gian, nên mỗi heo anh có lãi thêm 500.000 đồng trên một con, ngoài tiền lãi từ chăn nuôi. Do kiểm soát chặt chẽ từ quy trình kỹ thuật chăn nuôi, nhất là chất cấm, hormone tăng trưởng, dư lượng kháng sinh, chăn nuôi heo hướng an toàn sinh học, tiêu chuẩn Việt Gáp, an toàn dịch bệnh, cửa hàng cam kết đảm bảo uy tín, chất lượng vì sức khỏe, lợi ích của người tiêu dùng, giá bán không cao hơn giá thị trường, truy xuất nguồn gốc heo,
nên heo của anh đã nhanh chóng được người tiêu dùng tin tưởng. Lượng khách hàng ngày càng tăng, một số công ty, siêu thị, trường mầm non cũng ký hợp đồng thu mua ổn định. Giữa năm 2018 trở đi, giá thịt heo ổn định ở mức cao, nghề nuôi heo và cả cửa hàng đã khẳng định được chỗ đứng, cạnh tranh được với thị trường bán lẻ. Cuối năm 2018, cùng với hợp tác xã, trang trại của anh đã được cấp chứng nhận chuẩn Việt Gáp, an toàn dịch bệnh, đang thưởng thức và tạm bằng lòng. Với thành quả đạt được thì bão dịch tả heo châu Phi lại ập đến. Anh như ngồi trên đống lửa, song nhờ bản lĩnh, kinh nghiệm đã được tôi luyện từ những khó khăn, thử thách trước đây nên anh bình tĩnh hàng ngày cập nhật thông tin, kiến thức để đưa ra biện pháp phòng chống đồng bộ hiệu quả nhất. Trước tiên, anh mua lưới che kín hết xung quanh trại để ngăn côn trùng, vật trung gian truyền bệnh, tiêm phòng vaccine đầy đủ cho đàn heo, tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng, mua thêm loại men sinh học cao cấp nhập khẩu từ Mỹ với giá 1 triệu đồng trên 1 kg để tăng sức đề kháng cho heo. Sau đó, kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguồn thức ăn, nước uống, nguyên liệu đầu vào, cách ly tất cả dụng cụ, con người, phương tiện ra vào trại. Anh bảo kể, vì sức khỏe đàn heo mấy tháng nay, vợ chồng con cái anh chị cũng bị cách ly, vợ có trách nhiệm ôm đàn heo, chồng bán hàng và chăm sóc 3 đứa con. Vợ chồng con cái chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, nội bất xuất, ngoại bất nhập, hàng ngày gia đình anh tiến hành sát trùng, giải vôi đúng kỹ thuật, liều lượng ở tất cả các lối đi, nhà kho, xe vận chuyển heo, cám, vệ sinh, khử trùng trại sạch sẽ, khử trùng các dụng cụ. Tóm lại, phòng chống cách ly bằng mọi cách có thể. Với việc chủ động, quyết liệt trong việc phòng chống nên đến nay đàn heo của anh vẫn an toàn, mặc dù xung quanh trại và các xã, phường trên toàn địa bàn của xã Bình Long đã bị dịch tả heo châu Phi từ tháng 7 năm 2019. Những tháng cuối năm 2019, dự báo lượng heo thịt sẽ khan hiếm, song anh cũng không tăng đàn vì quy mô chuồng trại và con giống đã cố định, chỉ tập trung chăm sóc, nuôi dưỡng để phòng chống dịch, cố gắng bảo vệ đàn heo. Đây là mô hình đầu tiên cũng là duy nhất tại Bình Phước, nói chung và Bình Long nói riêng, thực hiện được chuỗi khép kín từ sản xuất và cung ứng đến tận tay người tiêu dùng. Không qua bất cứ khâu trung gian nào nên phần lợi nhuận của thương lái được chia đều cho người chăn nuôi và người thụ hưởng, giúp người đi chợ phân biệt được heo an toàn với heo thịt bán ở các phản thịt của chợ truyền thống. Chuỗi sản xuất khép kín này giúp người chăn nuôi, người tiêu dùng thay đổi thói quen, tập quán sản xuất và sử dụng sản phẩm, đồng thời là tiền đề để xây dựng chuỗi liên kết các thực phẩm khác trên địa bàn tại thị xã Bình Long, là mô hình để mọi người học tập và nhân rộng, giúp nghề nuôi heo tiếp tục ổn định và phát triển. Có thật chế phẩm sinh học ngăn ngừa được dịch tả lợn châu Phi? Theo ông Nguyễn Xuân Dương, quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thực tế cho thấy một số mô hình chăn nuôi lợn bằng thức ăn lên men sinh học tại Hưng Yên, Hà Nội, Thừa Thiên Huế cho thấy, mặc dù nằm trong vùng dịch nhưng sử dụng thức ăn có bổ sung men vi sinh kết hợp chăn nuôi an toàn sinh học đàn lợn của các hộ thử nghiệm vẫn an toàn, trong khi nhiều hộ đã phải tiêu hủy lợn. Đơn cử như ở mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ của công ty cổ phần tập đoàn Quế Lâm, sử dụng chế phẩm vi sinh ủ và thức ăn thời gian từ 36 đến 48 giờ trước khi cho ăn và trộn nền đệm lót chuồng nuôi, đồng thời đưa chế phẩm vào phun trong không gian chuồng nuôi. Kết quả cho thấy, trong khi nhiều hộ nuôi bị nhiễm bệnh và chết thì toàn bộ lợn của 15 hộ chăn nuôi theo hình thức của mô hình Quế Lâm không bị nhiễm bệnh. Bà Lưu Thủy Trâm, Phó Giám đốc công ty BioSpring cho biết, qua thử nghiệm, chế phẩm vi sinh probiotic của ProbiSpring góp phần giảm tỷ lệ tiêu tốn thức ăn từ 5 đến 6%, giảm tỷ lệ chết và làm tăng sức đề kháng, sức khỏe của đàn vật nuôi. Những tác động của các chế phẩm sinh học có thể không nhìn thấy ngay trước mắt, nhưng sau cả quá trình chăn nuôi, nếu áp dụng tốt vấn đề an toàn sinh học cộng với bổ sung với các chế phẩm vi sinh thì sẽ thấy hiệu quả chăn nuôi vượt trội. Điều quan trọng là sản phẩm thịt áp dụng theo quy trình này rất đảm bảo, không có tổn dư kháng sinh. Cũng theo bà Trâm, chi phí bổ sung các chế phẩm vi sinh rất thấp, chỉ từ 50 đến 60 đồng trên 1 kg thức ăn. Tính ra trong cả chu kỳ nuôi của một con lợn, chi phí chế phẩm sinh học
chỉ từ 15 đến 20 nghìn đồng. Ông Nguyễn Xuân Dương cho biết, chăn nuôi an toàn sinh học đang là một giải pháp căn cơ, quan trọng để phòng chống dịch tả lợn châu Phi, góp phần ngăn ngừa dịch phát tán, hạn chế kháng sinh, giúp nâng cao chất lượng thịt. Theo nhận định, dù có kết quả ban đầu nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả vững chắc nào cho thấy việc sử dụng các chế phẩm sinh học có thể ngăn ngừa được dịch tả lợn châu Phi trên diện rộng. Việc một số mô hình áp dụng giải pháp trên mới dừng ở diện thử nghiệm. Cùng với thông tin trên, hy vọng ngành chăn nuôi lợn Việt Nam sẽ sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Và quý chị đừng quên bấm đăng ký kênh Nông Lâm.net và chia sẻ video này để lan tỏa kiến thức cho mọi người cùng biết.